Kính thưa quý vị, là chúng tôi đang có mặt ở nhà Văn Toàn. Có lẽ là Văn Toàn là một cái tên mà không còn xa lạ với chúng ta. Chúng ta đã biết về Văn Toàn lối đá những bàn thắng, nhưng không phải ai cũng biết về tính cách của Văn Toàn, đặc biệt là Văn Toàn một người con trong gia đình thì sẽ như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với bố mẹ Văn Toàn. Khi ở đá bóng thì cháu rất là nhiệt tình, đã rất là nhanh nhẹn với, còn về nhà cháu nói thì rất là sống điềm tĩnh, hòa nhã với lại bà con hàng xóm. Đi ra ngoài đường người ta hỏi hôm người ta chào chúng thứ là rất quý, mà đến kể cả các bé ở xóm lại rất quý Toàn. Cứ về cái là anh Toàn về, thế là chạy đến lại ôm anh Toàn, sống rất là tình cảm. Tính cách của Toàn thì rất là điềm đạm, mà nhưng mà nói về tính thì về bố thì chắc không giống bố rồi. Giống đặc ông nội luôn. Tính ông nội cũng thế mà. Từ trước này giờ cháu cũng thế. Tính Toàn ấy thì tính nó, thật ra nó kín đáo. Nó trầm tính vì nó cái gì thật ra nó đáng nói nó nói. Còn không nói thì thôi. Thằng này nó ít nói. Hiếu thắng, mình mà đã bị thua hay bị kèn nép cái gì cái này khó chịu lắm. Ông bà nội thì thật ra cũng có cháu nội thì không muốn cho cháu xa, nó tật tình như thế. Cứ bảo thôi cho là nhà tôi đi làm gì. Thì Toàn thì cũng có vẻ thích vì nó bên nó thích bóng đá mà. Thế bảo thế về bảo chứ thôi thì ông bà thôi cho cháu đi được thôi, sở thích của cháu thôi. Nó được hay không thì do cháu nó phấn đấu, thôi còn giờ mình lại khó. Thế ông bảo ở thì thôi thì tao nói thế thôi, nó tùy con với lại cháu. Thế cháu vào đấy. Thế vào đấy thì cháu nó chơi bời, gặp như cánh công Xuân Trường này, Tuấn Anh này, Cô Phượng này. Thì các bác bảo thôi cứ vào đây khoảng một tháng ở bố mẹ đây, tháng cho cháu nó quen dần với lại môi trường. Thì cháu chỉ còn thật ra 11 tuổi, mình thế thôi, đi 1 tuổi xa bố mẹ thì lâu thế thì nó chịu được. Nhưng vào được có khoảng tuần thì nó bảo thôi bố mẹ về thôi, con ở đây cũng được, bạn bè cũng được, thế cháu ở đấy từ ngày đấy. Nhưng lúc đấy chị có cảm thấy là căng thẳng không khi mà một cái quyết định cho con đi đá bóng nó rất là rủi ro, bởi vì sự nghiệp thì không biết như thế nào, chấn thương rồi rất nhiều thứ, và bóng đá vào thời điểm đấy thì nó cũng có rất nhiều những cái không hay lắm. Khi mình đã đưa con vào trong đến Gia Lai rồi, vào cái khu ấy rừng núi âm u thì người dân thì không có, đúng cái khu đấy thời gian ấy quán xá không có đâu, đi học thì xe ô tô chở lên phố. Nghĩ bảo không biết là con vào đây như thế nào mà thì chỉ có mấy đứa bóng đá bé với nhau này mà chẳng biết là chúng nó sống như nào, mà con thì con bé cứ gầy. Xong đến khi mà ra các bạn kiểu là quen biết đông rồi đấy, thế là tắm thì ngày xưa thì ở nhà thì tắm thì bể bơi thì cũng không, thỉnh thoảng sang Hải Hà tắm thì là thích không, thì lên đấy có bể bơi không, thế là các bạn gọi ra là cứ khênh một phát lắng giữa bể. Ui giời, thế là từ bấy giờ lại biết bơi, cứ như hoài bơi thôi. Thế là bơi vào, còn thằng Anh thì nó rác, nếu có ngồi nó túm hai cái thành ấy là không dám bơi. Thế là sống với bạn bè là nó kiểu là nó trước ngày đá giải U rồi gặp nhau rồi. Khi vào đấy này có bể bơi tắm này sướng này vui đùa ấy, là quên hết, bây giờ là cũng chắc quên hết cả bố mẹ, chẳng nghĩ đến ấy. Chỉ nghĩ sao đi tập bóng đá hoặc đi về bơi bể nước ấy. Thế là con cứ bỏ bố mẹ về, là cái sáng hôm sau là bố mẹ về thì vẫn con điện cho con thì con cũng vẫn cứ ngủ. Và bố mẹ cứ về đây con ngủ tí con dậy con đi học. Thế là về thì là bố mẹ thôi, về nhà thì được một tuần thì gọi điện vào thì con lúc nào con bảo con bình thường thì thế là chắc là yên chí là yên tâm được. Đôi khi lắm lúc gia đình cũng ở nhà thì cũng cảm giác là có một mình con mà có công có việc thì từ trước nay thì đúng không có mặt ở nhà, đôi khi là cũng tối. Cũng tối thứ nhất, cái thứ hai là bây giờ hát còn bé mà xa nhà, xa bố mẹ thế thì ốm đau mà bố mẹ ông con đấy thì con ấy là thì con bảo là con thì vẫn nói là thôi bây giờ con đã chọn cái nghề của con rồi thì con phải chấp nhận mọi thứ. Thế nên là con không thể nào mà con cảm giác mà xa gia đình, xa anh chị, xa bố mẹ, xa họ hàng hai bên thì con buồn đâu, nhưng mà đây là cái việc của con thì con phải làm. Còn khi mà ông bà mất Toàn cũng không về được thì lúc đấy Toàn có
có tâm sự gì với bố mẹ về cái việc mình vắng nhà? Thằng này nó giấu tình cảm lắm. Thì tôi biết nó, nhưng nó giấu tình cảm, nó chỉ có nó là bố mẹ ông bà mất mà không điện cho con. Thì tôi cũng bảo chứ tôi còn ạ, còn đang đá bóng thế thì điện cho con gì, thưa để cho con tâm lý nó thoải mái, con đá xong giải bố điện cho con chứ. Thì thật ra cái mạng giờ nó lên mà, cho nên mình không điện cho cháu, nhưng mạng lên thì bạn bè nó nhắc lên nó biết. Thế tôi bảo thưa thì bố xin đứa con thôi, thì bố không ngoài cái mục đích là để cho con đá bóng đấy thôi, đỡ tâm lý thôi, chứ con không gì cả. Nó cho nó vâng thôi cũng được, thì nó thì vâng thôi, chứ nó không có mang tính chất là trách bố trách mẹ gì cả, nó chỉ nhắc nhẹ thôi. Chứ tôi biết thì thằng tính này nó sống nó biết, nó tình cảm. Thực ra thì Toàn có thể cũng biết là cái việc là nếu mà trong trường mà đặt vào mình vào vị trí của bố mẹ thì có lẽ là mình cũng hành xử như thế. Bởi vì giờ con đang làm nhiệm vụ quốc gia như thế, giờ nói những cái thông tin đấy có thể ảnh hưởng đến tâm lý. Đúng không ạ? Và thực ra thì Toàn thì cũng chắc là cũng thi thoảng là cũng bất dấu bố mẹ những cái câu chuyện liên quan đến chấn thương, đến áp lực, đến những cái nỗi buồn mà khi mà các giải không thành công. Làm mẹ thì làm thế nào để mình biết được là tình hình sức khỏe của con thì đang như thế nào? Đôi khi thì cũng phải động viên con, vì con trước ngày đá đã hay ra đá nhiều, thời gian đến khi mà con nghỉ nhiều ấy, thì không thấy con đá mấy, thì mẹ chỉ điện hỏi con là chắc là con bị chấn thương, thì con ấy thì con bảo mẹ con chấn thương nhẹ mà đấy, con bị qua loa thì mẹ yên tâm, mẹ không phải nghĩ con không bị nặng đâu, thế kiểu không muốn cho mẹ bố mẹ ở nhà phải lo nghĩ về con ấy. Thế rồi em có kể chuyện với các chị, khoe các chị người có tín hay là sao thì bảo là không được cho bố mẹ biết, này thì nói với các chị thôi, các chị không ấy. Nhưng mà tôi lúc tôi không biết, tôi bảo chứ là cứ chị em là cứ dấm dúi nói với nhau là xì xèo, nhưng mà mẹ có gì mà không, mẹ ai có gì đâu, nói chuyện bình thường ấy, kiểu như là kiểu giấu mẹ, không muốn cho mẹ biết về cái tâm sự của mình ấy, trong lúc mà mình khó khăn nên là mình đau yếu làm sao đấy, không muốn để cho bố mẹ phải lo nghĩ về con ấy. Tính cách thì Toàn là như thế, chưa bao giờ là than phiền là mới bảo với mẹ là con thế này con thế kia, không. Từ năm đi 11 tuổi đến bây giờ thì nếu mà mẹ có hỏi con là con chỉ bảo là con bị chấn thương nhẹ thôi, mẹ cứ yên tâm con qua loa không có gì, con lại khỏi như thế. Trận đá U19 ở Indo mà mình chung kết đấy, đá bên ti đấy, Toàn trận đấy là bị tím hết cái sườn, tha trận Indo ấy. Toàn về sau nó bảo con đau hết hai bên sườn, vì lúc quả Toàn bị hai thằng ép cạnh nhau đấy, kiểu đấy, đá kẹp đấy, cho nên nó đau trận thể sáng nó là trận non đợt đấy, nó chỉ đó nó trận đấy là đau nhất. Chị xem trên TV mà thấy các cầu thủ khác phạm lỗi cho con mình, chị thấy thế nào? Sốt ruột đấy, nhưng mà bảo con nó bảo con mà chứ sao anh ấy đá xấu lọ kia Toàn chứ mẹ ơi, đâu anh ấy đá ấy mà không có gì đâu, không bao giờ bảo là anh ấy đá thế lọ đá thế kia bao giờ đâu. Nó lúc mẹ vừa gọi chứ anh ấy lớn mà anh ấy đá xấu thì đá mẹ chơi thì chơi xấu thế, đá con thế thì đau sao mấy. Không mẹ ơi, anh ấy đá bình thường mà không có gì đâu, chỉ thế thôi chứ chẳng bao giờ bảo anh ấy đá xấu, anh đá lọ kia mà không bao giờ nói. Nó lúc bảo chứ sao cái đội con đá là mình xem ở ngoài cảm thấy mình bức xúc, mình bảo con ấy sao lúc con mới chứ mẹ ơi, không có gì, đá bóng là thế mà mẹ, thôi thì mẹ không phải nghĩ, không nghĩ làm gì nó đau đầu ra. Thật ra nói thì các cái thông tin thì quả thật không biết, nhưng sau khoảng ít ngày đấy thì báo mạng các thứ chí lên thì tôi mới điện lại cho cháu, thì cháu nó bảo con nuôi, cháu bảo con không sao đâu bố ạ. Có nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi ấy, thì trong đó em chỉ muốn có về nhà thôi, dù về nhà ngủ một tối thôi, cái lúc đó mình cảm thấy vui vẻ hơn và thoải mái hơn này, cố gắng lên trận đấu sắp tới. Cả 15 rồi cháu tận vòng hai mấy có khi được 3 thắng. Thật là tâm lý của cháu hơi bị căng thẳng, vì thật ra tôi cũng biết ý, vì để con ra tính cách như thế này nọ thì biết con ý. Cháu nó phấn đấu ác mà sao nó không biết con tại sao mà đá toàn chạy ra ngoài mới lại đen không được. Thế tôi vợ chồng tôi bảo thôi chỉ động viên cháu là thôi con ạ, con đá cái nói cái hạn thì vận hạn không phải, nhưng thôi cái duyên còn chưa đá không có bóng thì con phấn đấu, con tập con đá tốt là đá tốt, chứ còn cái vận đen con chưa đến thì nó chưa qua được thì con phải chịu thôi, biết làm sao được bây giờ.
tâm lý của cháu rất rất nặng trận mấy năm qua vừa rồi đấy, năm ngoái. Có lẽ là trong hơn một năm qua thì thực sự là một năm khó khăn của Văn Toàn. Vâng. V-League 2017 thì đúng là như anh Tạo nói là đến vòng hai mấy mới ghi được bàn. Không bàn. Xong rồi vòng chung kết U23 châu Á thì cũng lại chỉ là cầu thủ dự bị. Đúng rồi. Hay là như ASEAN vừa rồi cũng là cầu thủ dự bị, nhưng mà rất là may là tung vào sân thì lại có được bàn thắng rất là quan trọng. Thì cả một cái năm vừa rồi khó khăn như thế thì Toàn có tâm sự gì với mẹ về những cái khó khăn của mình? Cái giải đầu tháng 1 đó ở bên Trung Quốc đấy thì Toàn bảo là con đi được đi mà con chưa chắc được đá. TV trên mạng thì này thấy tóc này con chạy trên sân này tóc bạc hết. Thế xong bảo chứ, ui giời ơi con ruộm tóc như ông già kìa. Toàn bảo chứ, mẹ ơi con ruộm rồi mà thôi thì con muốn thay đổi tư duy một tí để xem như thế nào. Chứ còn xong giải con về con lại ruộm lại. Khi bác Chiến rủ là mấy gia đình đi sang Indo, bảo thì bố mẹ cứ đi sang đấy thì vừa du lịch này, vừa đi mấy con đá bóng. Thế là ba gia đình cứ thế là đi thôi. Thế là con này đá, nhưng mà cái là cứ vào trận nào là đá dự bị thôi, vào trận nào cũng có dấu ấn trận đấy, là gia đình là cũng phấn khởi. Là thôi thì con điện về con bảo thôi thì chắc là con cũng cái vận đen của con qua vận đỏ thôi, để con cứ vào sân con đá được như thế thì tâm lý con là con phấn khởi, con điện cho mẹ con bảo thế. Chị có hiểu cái dụng ý của Toàn khi mà Toàn mượn tóc không ạ? Có chứ, Toàn bảo là mẹ ơi con ruộm tóc này là con thay đổi tư duy xem này, ra sân để cho nó tự tin lên một tí. Thực ra là Toàn mượn tóc ấy là để bỏ lại cái vận đen kéo dài từ năm 2007 cho đến hết vòng chung kết U23 châu Á. Và khi mà Toàn nhuộm tóc xong thì lại có bàn thắng ở ASEAN. Đấy là một cái mà thực ra Toàn cũng muốn thay đổi tư duy, rồi thay đổi cả cái vận của mình. Và Toàn thì cũng là người mà nói chung là rất là hiếm, bởi vì là có bao nhiêu tiền các thứ. Đúng tiền rồi. Thưởng thì rất là chuyển về hết cho bố mẹ. Đúng rồi. Em luôn suy nghĩ là hồi trước khi em lên đội học viện ấy, thì bố mẹ em thường thỉnh thoảng gửi cho em tiền, tại vì bố mẹ em rất chiều em nên cũng không để em chịu thua với ai cả hay là gì đó, mà cũng hay gửi tiền rất nhiều. Gửi tiền lúc ấy hồi xưa em nhớ là chỉ gửi 1 triệu cho em thôi, nhưng mà cũng có nhiều câu chuyện mà bố nhiều khi em muốn tiền ấy, bố nó có tiền ấy, thì em cũng nói bố là con đã thiếu tiền để đi siêu thị hay đi mua sắm này đó, thì bố em cũng đồng ý thôi, tại vì khi đó bố em cũng không có tiền đâu. Nhưng bố em lại nói câu là để bố đi mượn rồi bố gửi cho. Thì thật sự khi đó là em cũng suy nghĩ nhiều đến vấn đề đấy, và em cũng suy nghĩ là sau này mình sẽ kiếm tiền được gì mình sẽ gửi hết về cho bố mẹ. Và đến bây giờ thì bố mẹ em đã có một khoản và có một ngôi nhà khang trang như vậy, thì em đang cảm thấy em rất vui và tự hào về bản thân em đã làm được. Cháu nó bảo chứ thôi thì con gửi này gửi bố mẹ, để thôi bố mẹ không làm nữa, ở nhà thôi thì lấy cái tiền đấy gửi để bố tiêu pha hàng ngày. Còn công việc này mai nhà mình, ví dụ công việc ngày, ví dụ là ngày đại trọng đại lớn ấy, công việc to đấy, thì cháu là thôi bố cứ gãy đi thì con sẽ gửi tiền cho bố mẹ để bố mẹ no. Thì lúc giai đoạn nhà em bắt đầu sửa đấy, thì thật sự là khi đó là cách đây phải 1-2 năm rồi. Là em chưa có giải gì hết, mà sau khi đó chỉ em chỉ có bằng tiền lương với cả tiền thưởng câu lạc bộ, với cả khi đó em có nhận được quảng cáo, thì khi đó thì bố mẹ cần thì em cũng đã gửi hết sạch, và chỉ còn em nghĩ là lúc ấy em chỉ còn một ít tiền thôi, nó không đủ làm cái gì hay đi đâu đó, nhưng mà em nghĩ là cũng thật ra thì ở đây thì em không có tiêu gì, nên thời gian đó thì em cũng không có làm cái gì hay mua gì. Để khi em nhận tiền lương hay tiền thưởng thì đó em sẽ bắt đầu em sống lại, mà em vẫn có khoảng thời gian là em gửi hết và em không còn đồng nào. Nhưng mà nó không còn đồng nào thì cũng hơi khó, nhưng mà trong tài khoản em chỉ còn một 2 triệu thôi. Nhưng mà em cũng không nói với bố mẹ là tại sao này, không ấy, bảo thôi bố mẹ cứ tiêu đi, qua còn nhiều để nó không cần phải lo thôi. Lúc nào cũng có cho bố mẹ này, nhất là sướng này, nhàn này, không làm này, riêng tính toán thế. Thế nó bảo thôi bố mẹ cứ ấy đi thì cái tiền giờ con lo cho bố mẹ đã. Thì xong của bố mẹ rồi thì việc con thì con no bố không ngại, con sẽ ấy đủ tới bố không ngại no con đâu. Có một cái như thế này là Toàn rất là sợ là về sau bố mẹ già yếu. Đấy.
Cái khoản tiền đấy là cái khoản tiền mà Toàn muốn giữ lại để chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ đấy. Đúng rồi. Nắm lúc tôi cũng bảo cháu đấy. Bảo thôi ạ con ạ, thì cái nghề thể thao của mình bóng đá nó không dài nó ngắn. Cho nên con tiền nong thôi thì con phải giữ con tiêu pha vừa thôi. Tôi cũng thấy các cầu thủ kia đấy. Thì tôi thấy cánh cầu thủ kia là tôi bảo là cánh cầu ấy nó bảo nó mua đất ở đây Mà con cũng cứ gửi bố mẹ cái này thì tất nhiên gửi bố mẹ muốn giữ thôi chứ còn gì đâu. Nhưng con ấy thì con giữ con mua gì mua phấn đấu mua chứ đời của tôi cũng ngắn. Thế tôi bảo thế nào thế bố ai mua chúng nó đã giữ cho Toàn bảo chúng nó đã no thân chúng nó rồi bố bảo, chúng nó no thân chúng nó ở đấy cho nên là con thì con phải no thân bảo thôi con kệ chúng nó con thôi cứ no cho bố mẹ cho ổn định con sao cũng được con còn dài bố yên tâm bố mẹ yên tâm con còn dài cái đấy. Cái Lâm vừa rồi được tặng cái điện thoại Samsung ấy ghi tên cầu thủ đấy con tặng mẹ luôn lúc nào ông là thích gọi cho mẹ là nhìn thấy mẹ là được đấy. Thế các chị bảo chứ đúng rồi em Toàn lúc nào mẹ là nhất Toàn là chứ chỉ có mẹ là nhất thì bố không bằng mẹ được lúc nào ông mẹ là nhất rồi. Cuộc sống sau này còn dài còn nhiều khó khăn sắp tới thì em nghĩ là cũng không chưa biết bố mẹ mình sau này có bị bệnh hay gì không nên em vẫn nghĩ là em vẫn đang cố gắng tiết kiệm tiền để cho bố mẹ có một phần để sau này mình không thấy được gì thì bố mẹ cũng có phần đó để trang trải cuộc sống sau này. Thì một năm V-League thì cũng đã qua rồi mà sức khỏe của con mà đến thời điểm này thì bố mẹ cũng cảm thấy là cũng vinh dự rồi con trai mà đã lo được cho bố mẹ được đến nơi đến chốn mà lo mọi thứ trong công việc từ cách sinh hoạt sống hàng ngày cách con đi xa này mà lo đến cái công việc sức khỏe bố mẹ thế thì bố mẹ rất là cảm ơn con và rất mong con làm sao mà cái đợt tới này mà con được vào đội tuyển quốc gia mà con phấn đấu lên mà con mà đá bóng mà ghi được bàn thắng mà cái thứ nhất cái thứ hai là mà đội tuyển của chúng ta mà được cúp lần này thì đúng thật là một năm là quá là vinh dự đối với Văn Toàn mà gia đình là rất là mong là được sự như thế. Cảm ơn. Còn về phần tôi ấy, thì tôi chúc con trai tôi đấy là sức khỏe tốt đá hay mà không chấn thương đấy là điều bố mẹ rất là mở chúc con được khỏe mạnh đá bóng tốt để phấn đấu sau cái trận cuối năm nay đã giải AFF Cup này được vô địch thì không còn cái gì vui hơn nữa. Sau một năm nay đã là thế là chúc mừng đội tuyển. Tính cách của gia đình em thì là không phải những người gọi là giỏi bộc lộ cảm xúc, ví dụ là có thể nói được những câu cảm động hay là những câu như thế nào đó thì nhưng mà mỗi người đều biết là ai trong nhà đều là yêu quý và đều có ai cũng đều có suy nghĩ về một người khác, ai ví dụ các con đều suy nghĩ về ví dụ em suy nghĩ về chị hay chị và em gái của em hay suy nghĩ về gia đình. À, bố mẹ cũng thế, bố mẹ cũng không nói những câu cả. Kiểu như là bố mẹ tự hào về con kiểu hay là yêu con này kia. Thực sự em rất ngại khi mà bộc lộ như vậy. Chỉ có khi là bố mẹ ở nhà vẫn còn đủ tiền hay con cứ giữ lại mà tiêu ăn uống các thứ đầy đủ vào chứ không phải lo về gia đình thôi. Thế em biết chỉ cần nói như vậy thôi tại vì đơn giản như vậy. Nhưng mà lần gần đây nhất thì lần tiên em thấy bố em nói là bố ấy tự hào về con sau khi giải vừa rồi. Thì em cứ nghĩ đó cũng là một cái gì đó giữa em sau này. Con chào bố mẹ và con sẽ cố gắng để đạt được kết quả cao hơn và mang những thành tích cao hơn về cho đội bóng của con là Hoàng Anh Gia Lai và xa hơn là đội tuyển Việt Nam. Sẽ có những thành công cao hơn để làm cho mọi người nhìn với gia đình mình và tự hào với gia đình mình và cảm thấy mỗi lần bố mẹ nhìn thấy con và nói chuyện với người khác là mỗi lần bố mẹ cảm thấy vui và cảm thấy tự hào về đứa con trai duy nhất ở nhà.